À, chiếc vân số này chắc hàng bãi anh em ơi. CAHKBE20 nha. Này nó chạy phần mềm của mấy con van Venon đó, kết nối vô chỉnh được nha. Mình đã làm xong hết, cân chỉnh lại thông số chuẩn lại cho khách 4 mode. Mode karaoke, echo riêng, reverb riêng và echo cộng với reverb và reverb live. Này là karaoke nha. Ly 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 4 5 6 7. Văn bản nha anh em. Nói chung con này thì anh em nào muốn setup thì liên hệ với anh mình ha, mình nhận làm luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em.